ថ្ងៃទី12ធ្នូដែលជាថ្ងៃទី2នៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅរដ្ឋធានីហាណូយសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងគណៈប្រតិភូចាន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអញ្ជើញដាក់កម្រងផ្កាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនៅស្ដុបយុវជនពលីនៃកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាមនិងអញ្ជើញដាក់កម្រងផ្កាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនៅស្ដុបលោកប្រ
Chỉ mùi nâng ạ sò chả rạc bò mía, đài miễn khlâm xa đò chơi rêu chả rạc bòm phật nú. Xâm đạch mô hạ bò vò thập bắt đây hồn mà nét, nì dụ rọt môn trái này bè hri chi nè chạc gòm phụ chí. Nâng cân ạ bạc tiệp hư chôn khu rịch rọt thập bì bà gòm phụ chí. Bàn lâm áo cái vì cha chất đòi xì cả đầy cổ rốt giang chơi rêu chả rạc bòm phật. Chôn trong phố vì rạc dụ tờ chôn này còn tò bà chi chôn Việt Nam. Đài bàn bò chi ở cầm lăng cái chất, bạc nhà xmà rạc đấy, sách xra chìm xra. Khnông bộ phá hát rộng đọc bà tế nâng bà chí chôn Việt Nam. Trên bí án ná nị cùng nị dũng, rô hộp bà tế chiết tổ tố bá nữ ai kỳ chiết, giang bình lĩnh nâng mình kà áp hị vót ở rì chôm ràn rô hộp đào bê bạch chụp bòn. Đột khí nâng kà cổ rốt vị nhìn là khánh, trong bố dự tổ chôn bẹt lì Việt Nam, nơi sát đốp lục bà thiên Hồ Chí Minh, xâm đạch mô hạ bộ vò thập bà đây nị dụ rọt môn trí, nâng kà nạp bà tế phù chôn khu rịch rốt thả bì bà công phụ chí. Bạn làm ơn cái vì cha chất cổ rộp giang ốc bị đường chất, chỉ mùi nâng thả đất nôn nâng bà chí chôn Việt Nam. Đại bản bắt băng nơi mẹ đất nôm đòi cho nàm rạp bọc luôn, cư lục bà thiên Hồ Chí Minh. Đại bản đất nôm nâng có sang bà thiên Việt Nam, vì cả bạc bạc nâng mà hân rái bàn sao tốc bì sang kriếm. Mô hà vị nì xa cắm, rồi hốt đó tụ bàn cả ai cập hiệp chiết, nâng có sang bà thiên chiết bì cầm nô phè phong, rồi hốt tụ bàn nơi cả áp hiệp vọt ở rịch châm rán lơ cực vị say. Chỉ bạc hiệp rốt nơi rạp bà chí chôn Việt Nam. Cánh tờ miền phiếp là ổ bà sao bì mùi tháng ngày tờ mùi tháng ngày, bì xe miền ca bà rực bà chánh. Chỉ mùi nâng bận đà bà tế khả nông đám bán nâng nơi lơ sạc còn lục.